nhiều hơn. Nhớ những khoảng khắc cùng mẹ nấu chè, làm bánh chuối, bánh flan và làm nhiều nhiều món hơn nữa, tha hồ giải khát mát lại. Kỳ này Hoshi sẽ hướng dẫn cho cả nhà một cái series công thức món tráng miệng siêu ngon cực dễ làm. Đặc biệt là hướng dẫn cho các em bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất. Phụ mẹ làm được những cái món này rồi thì chắc chắn sau này tụi em sẽ có thể tự mình tự lập nấu được các món ngon cho bản thân hay là những người mình yêu thương thưởng thức nha. Đầu tiên, các bạn sẽ cho vào nồi 1 lít sữa tươi, 350 gram sữa đặc, đựng muỗng cà phê vani rồi bắt lên bếp nấu lửa nhỏ, khuấy đều tay lên cho hòa tan hỗn hợp. Lưu ý là mình sẽ nấu cho đến khi nào vừa bốc hơi, sau đó ngắt xuống để nguội, chứ đừng có nấu sôi quá các em nha. Nói chung là nóng nóng khoảng 60 tới 70 độ là ok nha cả nhà. Bước 2, trong cái thời gian chờ cho nguội thì mình sẽ đập vào tô khoảng 10 quả trứng gà, đánh lên cho đều rồi cho hết vào nồi sữa để nguội. Nhớ là lượt qua vật, chứ đừng có cho thẳng vào nồi luôn nha tụi con. Mình sẽ khuấy lên rồi tiếp tục lượt qua vật mình một lần nữa là xong. Bước 3, cho vào chảo không dính 200 gram đường, nấu lửa vừa khuấy đều tay lên cho tan, canh gần chỉ màu nâu màu ong như trong clip mà sẽ hướng dẫn. Các bạn sẽ tắt lửa rồi cho vào đây 80 ml nước lọc, chỉ làm 3-4 lần như vậy nè, khuấy đều tay. Như vậy là mình đã có ngay một chén caramel thiệt là ngon, thiệt đẹp, để tí nữa làm bánh flan rồi. Quá đơn giản luôn phải không? Nhưng mà cái khâu này nếu mà các em còn nhỏ quá thì nhờ ba mẹ làm hồi nha. Nhớ là nó sẽ dặn đó. Ok, bước 4, mình sẽ cho vào mỗi khung bánh khoảng 1,5 muỗng cà phê. Đó, đại bao chán ra cho đều rồi mình sẽ để khoảng 10 phút cho kèo lại. Sau đó cho hỗn hợp sữa trứng đã pha vào, cho lưng lưng thôi chứ đừng có để đầy quá ha. Kiểm tra lại thấy cái bong bóng nổi lên là mình chọc chọc vào cho nó vỡ ra đi. Biết để chi không? Lát nữa hấp xong mình dỡ ra xem thì trên cái bề mặt bánh sẽ rất mịn và đẹp. Bước 5, mình sẽ đậy nắp khung lại rồi cho vào sữa hấp xếp đều. Chờ nước sôi mình sẽ hạ lửa nhỏ nhỏ rồi đậy nắp lại hấp trong vòng 30 phút. Lưu ý cứ khoảng 10 phút mình sẽ dỡ nắp ra cho nó bớt hơi đi. Sẵn tiện là kiểm tra lại rồi tiếp tục đậy nắp lại hấp như vậy thêm 2 lần nữa là ok. Xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống rồi cho ra đĩa thưởng thức luôn cho nó. Cả nhà thấy đẹp không? Caramel tan chảy một phần cho nên cũng không cần phải chan thêm cà phê sữa nữa. Bây giờ mình sẽ ăn miếng nè. Ngon quá, mềm, thơm, béo mịn. Bạn nào thích ăn kèm với cà phê như ở ngoài tiệm thì mình cho lên ít đá nhuyễn rồi chan lên đây thêm miếng cà phê đen, sau đó thưởng thức mát lạnh giữa mùa hè Hoài Bắc. Đó, ngon không? Bé nào ở nhà mình mà nhỏ quá chưa có tự làm được thì nhờ ba mẹ làm rồi phụ ba mẹ nha. Còn bé nào mà học cấp 2 trở lên rồi thì cũng không quá khó lắm đâu, tại vì hồi đó chú Hoshi cũng tự làm không à. Chỉ có cái phần thắng caramel là nhờ mẹ, nhưng mà sau này lớp 7, lớp 8, lớp 9 là tự làm được hết rồi. Hôm nay tụi em rảnh rỗi nhớ làm món này cho ba mẹ thưởng thức nha. Chắc chắn ba mẹ sẽ rất vui và hạnh phúc khi được thưởng thức những món ăn của em. Ok, chúc các bạn thành công nha. Đánh tan cơn nóng mùa hè bằng công thức dâu mát lạnh. Đầu tiên, cả nhà sẽ cho vào tô sứ 380 gram sữa đặc cùng với lại 380 gram nước sôi, khuấy lên cho đều để tiệt trùng nè. Dâu thì chắc hẳn ai cũng thích rồi, đặc biệt là mấy chị em phụ nữ. Vì chứ dâu mà thơm ngon mềm mịn nó là khóa liền à. Tiếp theo, mình sẽ cho vào 1 lít sữa tươi không đường kèm với lại 300 gram sữa chua Vinamilk. Mình sẽ dùng loại không lạnh ha. Khuấy đều lên rồi qua bước 2, chuẩn bị cho xe vài cái lọ thủy tinh đẹp đẹp. Lưu ý là nhớ tráng lọ qua nước sôi để tiệt trùng nha. Bây giờ mình sẽ châm vào nè, đừng có đầy quá ha. Công thức này mà không chịu bỏ túi với lại chia sẻ cho bạn bè làm thử là ổn lắm nha. Bước 3, không đồ hũ thì cả nhà cho vào nồi ủ hoặc là thùng đá cũng được. Cho vào đây 400 ml nước sôi kèm với lại 100 ml nước lọc, rót thêm cái khăn ở bên dưới nữa rồi cho dâu qua bầu nè. Đó, quá đơn giản, vậy là gần xong rồi đó. Mình sẽ lót bên trên vài cái khăn ngậm cho kín lại nữa, rồi đậy nắp lại ủ cho Hoshi khoảng 4 tiếng nha. 4 tiếng sau thì nước cũng đã nguội rồi, cả nhà sẽ lấy ra rồi thay nước cho Hoshi. Tỷ lệ nước thì cũng 400 ml nước sôi và 100 ml nước lọc. Sau đó mình sẽ tiếp tục đậy lại ủ thêm một lần nữa 8 tiếng. Bước 4, sau 8 tiếng rồi nè, Hoshi sẽ lấy ra rồi cho vào tủ lạnh. Ai thích ăn mát thì mình cho vào tủ mát, ai thích ăn đông thì mình cho vào tủ đông, còn ai thích ăn nóng thì bắt lên nồi hâm lại ăn luôn. Được thôi, chứ cả nhà làm theo đúng công thức Hoshi hướng dẫn nha. Ai không có cái nồi ủ thì dùng nồi cơm cũng được ha. Chứ ủ sai cách hay là quen những lưu ý Hoshi hướng dẫn là không ra kết quả được như vậy đâu nha. Bước 5, ủ xong rồi nè. Bây giờ Hoshi sẽ lấy ra và thưởng thức cho cả nhà xem. Lật lại nè, không chảy luôn thấy không? Bây giờ mình sẽ ăn thử miếng nha.